Được tiền thưởng Tết thì bạn sẽ làm gì ở năm nay? Vâng, thưa bạn, trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm của Dũng thôi nhá, cách làm của Dũng thôi, còn các bạn thì có thể là thấy nó hợp thì các bạn áp dụng, còn không thì thôi. Thường thì chúng ta sẽ được một khoản tiền của công ty hoặc là các cái khoản họ trả nợ chúng ta. Cuối năm chúng ta sẽ có một khoản tiền kha khá để chúng ta có thể lo cho cái Tết cho gia đình mình đầm ấm, đúng không ạ? Và người Việt chúng ta thì không thể bỏ qua phong tục bánh chưng rồi thì các cái thể loại. Nhưng mà làm sao để chúng ta có thể hiệu quả với khoản tiền mà chúng ta tích được cũng như cái khoản tiền thưởng bạn được thưởng Tết, thì với những bạn mà Dũng tin rằng là với những bạn mà có cái mức thưởng từ dưới 100 triệu thì việc của bạn là gì? Dành một chút thôi để chúng ta có thể chúng ta mua sắm những thứ mà cho bản thân chúng ta. Còn số tiền lại, một lời khuyên cho bạn, mua vàng. Còn nếu bạn nào có nhiều hơn từ khoảng tầm 500 đến 1 tỷ thì một việc bạn cần làm là hãy mua ngay cho mình một tài sản. Tài sản đây Dũng chỉ đích danh là bất động sản nha. Bất động sản thì các bạn phải tìm cho mình những bất động sản ở những khu vực nó hạ tầng nó tốt một chút. Mua thì chúng ta là không phải là cứ mua cho thắng, mà chúng ta phải có lựa chọn, biết lựa chọn. Thì tại sao mà tôi lại cứ phải mua trước Tết mà tôi để sau Tết? Trước Tết người ta mới cần bán các bạn nhá, còn sau Tết không cần đâu, người ta đang cần tiền trước Tết trong nhóm mình có tiền. Tại sao mình không đi mua đi gom lại đi? Thì những anh chị nào ít tiền thì mua vàng, còn anh chị nào mà nhiều tiền thì chúng ta đi mua đất. Hai lựa chọn thôi, các bạn đừng đưa vào những cái kênh mà các bạn không hiểu về nó. Hai cái thứ này, hai thứ mà bạn nắm được trong tay, bạn sờ được và bạn quản lý nó, chúng tin chắc rằng là bạn cứ làm việc này đều đặn, 5 năm sau bạn có một cuộc sống hoàn toàn khác luôn, tin Dũng đi. Và bạn nào đồng tình Dũng quan điểm này nhá thì hãy comment để lại bình luận nhá, để chúng ta cùng nhau trao đổi. Tết này có tiền thưởng chúng ta nên làm gì?